Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại Phúc Anh Smart World và hiện tại đang ở cơ sở 15 Sắt Đàn, nơi diễn ra rất nhiều hoạt động trải nghiệm đến từ Dell. Anh Quân ơi, hôm nay Dell có những cái hoạt động gì nhỉ? À, hôm nay anh là người của Dell. Hôm nay anh là người của Dell ạ. Ok, và hôm nay Dell sẽ có một cái booth di động và hôm nay sẽ có một cái chương trình cực kỳ thú vị dành cho các anh em sinh viên. Đó chính là chương trình cùng Dell di động trải nghiệm thế giới. Và ở booth Dell này không chỉ anh em có ổng ngô để ăn này, anh em có nước để uống này. Ngoài ra anh em được trải nghiệm cực kỳ nhiều các dòng sản phẩm mới nhất đến từ Dell, từ dòng Dell Gaming, Dell Inspiron 3000, 5000 series, Dell XPS nữa. Ôi, và em biết không? Các anh em sinh viên mà đến ý, có rất nhiều các chương trình khuyến mại đặc biệt nhá. Ví dụ như nếu như anh em mà mua những sản phẩm của Dell tại Phúc Anh 15 Sạ Đàn, anh em sẽ nhận ngay một cái phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. À, ngoài ra anh em còn sẽ có một số chương trình ở booth Phúc Anh, ở booth của Dell, ví dụ như anh hùng bàn phím này. Anh em nào mà đánh máy nhanh anh em có thể tham dự chương trình này. Ngoài ra anh em sẽ có một cái chương trình trải nghiệm Dell di động, trải nghiệm thế giới. Anh em đi xe, anh em chụp hình các thứ, anh em check in cũng có quà. Và anh em check in cùng Dell, ví dụ như anh em chụp ảnh tại gian hàng Dell này, anh em tag thêm 5 người bạn, anh em kèm theo hashtag Dell Việt Nam Go with Dell. Sau đó anh em sẽ nhận được một cái thẻ quà tặng trị giá 500.000 cho 3 người mà có nhiều tương tác nhất. Tuyệt vời chưa? Đó. Ngoài ra thì trong 2 ngày, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 7, anh em mà qua giờ vàng từ 17 giờ đến 18 giờ tại Phúc Anh 15 Sạ Đàn nhá, anh em sẽ có cơ hội mua một con chuột Dell trị giá 10.000. Đấy. Ngoài ra thì anh em còn có cơ hội nhận được chú mèo may mắn như bạn Trang đang cầm đây, ok, ba lô Dell này, tay cầm Xbox này, túi vải đa năng, nón các thứ, nói chung là rất nhiều. Đấy. Tuy nhiên, không chỉ có Dell có các chương trình dành cho các anh em sinh viên đâu, mà ở Phúc Anh cũng có ấy. Giờ Trang có thể chia sẻ cho các bạn biết ở Phúc Anh đang có chương trình gì không? Vâng ạ, và đầu tiên dành cho mọi khách hàng trên khắp hệ thống của Phúc Anh, từ ngày mùng 5 đến ngày 16, Phúc Anh sẽ có chương trình khuyến mại giảm lên đến 200.000 đối với những dòng Dell 3000 series. Và dòng Dell 5000 series thì sao? Mình sẽ giảm đến 300.000. Và đặc biệt với dòng Dell Gaming mình sẽ được giảm thêm đến 500.000. Cùng với đó, nếu bạn là sinh viên thì Phúc Anh sẽ có một chương trình khuyến mại cực kỳ xịn luôn. Đó là với những khách hàng mua các dòng laptop từ 10 triệu đến 20 triệu bạn sẽ được giảm 168.000. Dòng laptop từ 20 triệu đến 30 triệu bạn sẽ được giảm 268.000. Và dòng laptop từ 30 triệu trở lên bạn sẽ được giảm lên tới 368.000. Cái gì hấp dẫn nhỉ? Vâng, nhưng mà có xịn hơn nữa nhá. Đi càng đâu mua càng sâu. Bạn chỉ cần là có nhóm 3 người bạn trở lên, khi mua sản phẩm từ 10 triệu đồng trở lên thì bạn sẽ nhận được giảm thêm nhá, nghĩa là giảm đồng thời lên đến 88.000 trên một khách hàng. Xịn cho anh. Vậy là cộng lại thì anh em phải cần giảm 1 triệu đồng nhỉ? Vâng. Ok, thì chúng ta cùng nhau vào booth của Dell luôn nha. Let's go.